Thưa quý vị, chiều nay ngày 13 tháng 12, theo nguồn tin của báo chí cho biết, cơ quan điều tra thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định bắt tạm giam một đại úy thuộc trại giam Z30D Bộ Công an đóng tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Theo giám thị trại giam Z30D, đại úy bị khởi tố bắt tạm giam vì có hành vi vi phạm khi dùng nhục hình đối với phạm nhân tại trại giam này. Được biết, cán bộ công an bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt giam là đại úy Nguyễn Doãn Tú, cán bộ ở một phân trại sản xuất thuộc trại giam Z30D. Vào lúc 14 giờ hôm nay, ngày 13 tháng 12, sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR COVID-19 đối với bị can Nguyễn Doãn Tú, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đến cơ Công an xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định, sau đó di lý bị can Tú về thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Đại úy Nguyễn Doãn Tú đã bị Z30D đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Đại úy Tú bị khởi tố về hành vi dùng nhục hình đối với người đang thi hành án tù, được quy định tại Điều 373 Bộ Luật Hình sự. Được biết, trong quá trình đưa phạm nhân đi lao động, Đại úy Nguyễn Doãn Tú đã dùng nhục hình với một phạm nhân và bị phạm nhân này tố cáo. Các quy định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan điều tra đã được vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, vụ 6 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn từ cuối tuần trước. Hiện vụ bắt tạm giam đại úy công an trại Z30D đang được cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thụ lý theo quy định của pháp luật.